Sáng ngày 26 tháng 1, Báo Nhân dân đã phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum tặng áo ấm cho các em học sinh nghèo vùng cao tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắc Nên, xã Đắc Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Hơn 200 chiếc áo ấm đã được trao tặng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đắc Nên, là trường vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum. Trường hiện có 8 điểm trường với 17 lớp và gần 250 em học sinh, trong đó có gần 120 em được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Chính phủ. 100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số Xê Đăng, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa của Báo Nhân dân và Công ty Điện lực Kon Tum nhằm chia sẻ giúp đỡ các em học sinh vơi bớt khó khăn, yên tâm đến lớp.